Xin chào quý vị khán giả và chị em phụ nữ đang đến với chương trình Phụ nữ khởi nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Quý vị và các bạn thân mến, có một phụ nữ không cam chịu với cuộc sống nghèo khó đã nung nấu ý tưởng khởi nghiệp để rồi khi có cơ hội bắt tay vào thực hiện ngay. Dù chỉ mới thành công bước đầu nhưng ý chí vươn lên của chị rất đáng để chị em học tập. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ kể về câu chuyện khởi nghiệp của người phụ nữ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, đa phần phụ nữ sinh sống bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt và buôn bán. Do tình hình sản xuất nông nghiệp mấy năm gần đây khá khó khăn, nên nhiều chị em đã chuyển đổi sang ngành nghề khác. Chị Đào Thị Kim Thúy, thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, là một trong những người tiên phong khởi nghiệp bằng niềm đam mê và tâm huyết của mình. Đây là xưởng may của chị Đào Thị Kim Thúy, thôn Phú Sung, xã Hàm Cường. Tuy xưởng may không lớn lắm, nhưng đó là cả một quá trình phấn đấu và tích góp của chị. Đam mê nghề may từ nhỏ, 14 tuổi chị Thúy đã vào thành phố Hồ Chí Minh để làm công ăn lương và học hỏi nâng cao tay nghề. Từ đây, chị đã ấp ủ mộng khởi nghiệp từ mô hình may gia công trên quê hương mình. Em đi thành phố Hồ Chí Minh cũng 3 năm là em thấy người ta may vậy đó. Rồi em cũng về nhà, em cũng thuê nhà. Rồi em mở, một cái lúc đầu thì mở một cái máy. Từ em cái mới mua thêm máy về. Em cũng mở trong đó cũng một cái xưởng may nhỏ. Xưởng may nhỏ ở trong Sài Gòn là cũng được 5 máy. Rồi em tự làm. Em tự làm xong rồi cái em thấy ở trong đó kinh tế khó khăn. Nên em mới xin về đây. Em mở về đây là... Cũng về đây là cũng 6 năm rồi. Em về đây em mới mua nhà đây rồi cũng khó khăn lắm rồi. Đủ thứ việc nên là em chọn mở cái cô nhỏ để cho chị em phụ nữ ở ngoài đây. Chứ đi xin vô thành phố thì nó xa xôi. Nên em về đây em mở thì cũng trở ngại nhiều. Nên là ba mẹ thì cũng giúp đỡ một ít phần nào thôi. Rồi em tự lập. Đã mấy năm nay, xưởng may của chị Thúy đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lượt người lao động ở địa phương. Tiền lương nghề may dù không cao bằng các nghề khác, nhưng khá ổn định và nhẹ nhàng, và chị em nào cũng có thể làm được. Bình quân mỗi tháng sau khi trừ chi phí, công nhân của xưởng may thu nhập trên 6 triệu đồng. Riêng với chị Thúy thì mỗi tháng thu nhập từ xưởng may này được trên 20 triệu đồng. Em bắt đầu vô làm từ năm 2018, đến nay là cũng được 4 năm. Lúc đầu vô làm thì mình chưa có biết làm, thì cô vừa chỉ, mình vừa học vừa làm. Em gắn bó với nghề này lâu là do nguồn thu nhập ổn định á. Em thì em cũng muốn tự mình mở ra được cái xưởng để có thể đào tạo những bạn không có việc làm, không có thu nhập ổn định. Ngoài may gia công quần áo, chị Thúy còn tận dụng những tấm vải thừa, vải không còn sử dụng được cho việc may đồ người lớn, để may đồ trẻ em. Từ những thứ tưởng chừng như bỏ đi, chị đã thiết kế ra những bộ đồ trẻ em xinh xắn và ngộ nghĩnh. Công việc này cũng đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình chị. Giúp cho chị em ở đây thì có cái nghề may giống như em, những khó khăn rồi xin vô may á. Cho bắt chước em để yêu nghề. Chứ nghề của em thì đam mê nghề may hồi đó giờ nên là em vẫn chọn. Nên em mới về đây là em mở cho mấy chị em phụ nữ ai thích yêu nghề giống như em thì lại may. Mô hình của chị Đào Thị Kim Thúy của mô hình về may gia công là một trong những cái mô hình mà hội cảm thấy là tâm đắc, tạo ra nhiều cái bước ngoặt mới cho cái phụ nữ khởi nghiệp cũng như là giúp đỡ nhiều chị em trong và ngoài địa phương có thể là tạo ra cái nguồn thu nhập và hàng tháng là ổn định, giúp cho chị em có thể tự chủ được kinh tế và từ đó chị em có thể là tạo ra cái nguồn thu nhập mới cho bản thân mà không phải phụ thuộc vào những cái nguồn thu nhập của gia đình để cho giúp gia đình vươn lên trong cuộc sống. Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, phải bươn chải kiếm sống nơi đất khách quê người. Giờ đây chị Đào Thị Kim Thúy đã có một cơ ngơi ổn định, có nguồn thu nhập khá cao và tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động ở địa phương. Đó là kết quả của một quá trình nỗ lực, sự bản lĩnh và quyết đoán trong khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Với lợi thế nguồn lao động dồi dào, đầu ra sản phẩm ổn định, hy vọng trong một tương lai gần,
chị Đào Thị Kim Thúy sẽ mở rộng quy mô sản xuất và tiêu thụ, tạo ra cơ hội khởi nghiệp thành công cho nhiều chị em tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Phụ nữ khởi nghiệp kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.